Avezac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezac. Xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đã đến với lớp học của cô Huyền. Hi everyone, welcome you guys to my class. Cô Huyền rất vui được gặp lại các con trong buổi học ngày hôm nay. Hôm nay, chúng mình sẽ học bài số 4 của Unit 4. Lesson 4, Phonics. Trong bài học này, chúng mình sẽ tập trung về mặt ngữ âm, phát âm. Bây giờ, không còn chần chừ gì nữa, chúng mình cùng nhau bắt đầu bài học ngày hôm nay với phần số 1 nhé. 1. Listen and point. Repeat. Nghe và chỉ. Nhắc lại. Trước tiên, cô mời các con nhìn vào 6 bức tranh ở trên màn hình. Trong buổi ngày hôm nay, chúng mình sẽ học về 2 chữ cái, âm của chữ cái và một số từ vựng bắt đầu bởi 2 chữ cái này. Chữ đầu tiên, các con nghe và nhắc lại theo cô nhé. Letter 3. Một lần nữa nhé. Letter 3. Rất tốt. Đó là chữ cái 3. Tuy nhiên, âm của chữ cái này sẽ được phát âm như sau. G. Các con nghe và nhắc lại nhé. G. Một lần nữa nào. G. Rất là tốt. Cô mời các con nhìn sang bức tranh số 2. Bức tranh số 2, chúng mình sẽ học một số từ vựng được bắt đầu bởi letter 3. Các con nghe và phát âm theo cô nào. G. Gift. Rất tốt, chúng mình cùng nhau làm lại một lần nữa nhé. Gift. Cô mời các con nhìn vào bức tranh và đoán nghĩa xem từ gift nghĩa là gì nhỉ? Chính xác, nghĩa là món quà. Bây giờ chúng mình cùng nhau chuyển sang bức tranh số 3. Nghe và nhắc lại theo cô nhé. G. Goat. G. Goat. Các con nhìn tranh và đoán xem goat nghĩa là gì nhỉ? Hoàn toàn chính xác, đó nghĩa là con dê. Bây giờ chúng mình cùng chuyển sang chữ cái thứ 2. Letter H. Một lần nữa nhé. Letter H. Rất tốt, đó là chữ cái H. Tuy nhiên, âm của nó sẽ được phát âm như thế nào? Các con nghe và nhắc lại theo cô Huyền nhé. Một lần nữa nào. Các con làm rất tốt. Chúng mình cùng chuyển sang bức tranh số 5. Heart. Heart. Đó là cái gì nhỉ? Hoàn
Hoàn toàn chính xác, đó nghĩa là cái mũ. Và bức tranh cuối cùng, hamster. Hamster. Nghĩa là gì nhỉ? Rất tốt, đó là chuột hamster, một loại thú cưng. Như vậy, chúng mình đã vừa cùng nhau học về hai chữ cái, âm của hai chữ cái và một số từ vựng được bắt đầu bởi hai chữ cái này. Trước khi chúng mình làm bài tập nghe và chỉ thì chúng mình sẽ cùng nhau ôn tập lại một lần nữa nhé. Cô mời các con nghe và nhắc lại theo cô. Letter G. Gift. Goat. Letter H. Hat. Hamster. Các con làm rất tốt. Bây giờ cô Huyền sẽ bật file nghe. Các con nghe và dùng tay chỉ vào hình tương ứng nhé. Let's go. Listening 54. Listen and point. Letter G. G. Letter H. H. Letter H. H. Letter G. G. Listen and repeat. Các con nghe và nhắc lại nhé. Letter G. Letter G. 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 Goat. Goat. Letter H. Letter H. Hat. Hat. Letter G. Letter G. 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 Gift. Gift. Letter H. Letter H. Hamster. Hamster. Như vậy, chúng mình vừa mới hoàn thành xong phần 1 rồi. Các con đã nhớ hết hai chữ cái, âm cũng như bốn từ vựng ngày hôm nay chưa nào? Cô Huyền hy vọng các con đã nhớ hết rồi. Bây giờ chúng mình cùng chuyển sang phần số 2. To point and say the words that begin with G and H. Chỉ và nói từ bắt đầu bởi chữ cái G và H. Bây giờ các con cùng nghe và nhắc lại theo cô nhé. Bức tranh thứ nhất đó là con dê. Các con còn nhớ từ con dê là gì không nhỉ? Đúng rồi, đó là goat. Các con nghe và nhắc lại theo cô nhé. Goat. Rất tốt. Hình số 2, đó là một chiếc mũ. Mũ là gì nhỉ? Đó là hat. Hat. Hình số 3, đó là chú chuột hamster. Hamster.
Rất tốt. Hình cuối cùng, món quà là gì nhỉ? Đó là gift. Các con nghe và nhắc lại nào. Gift. Bây giờ chúng mình cùng nhau nhìn vào bốn bức tranh này và đọc lại một lần nữa nhé. Goat. Hat. Hamster. Gift. Các con làm rất là tốt. Bây giờ chúng mình cùng nhau chuyển sang phần cuối cùng. Three, listen and circle. Nghe và quanh tròn. Trong bài này, các con sẽ nghe vai nghe và quanh tròn vào bức hình tương ứng. Câu 1, người ta đã làm mẫu cho mình. Vai nghe nói là hamster, nên người ta sẽ khoanh vào chú chuột hamster. Tương tự như thế, các con sẽ làm từ câu 2 đến câu 6. Chúng mình sẽ nghe hai lần. Lần 1 các con sẽ tự khoanh và lần số 2 cô Huyền sẽ chữa cho các con. Mời các con bắt đầu nhé. Listening 55. Listen and circle. 1. Hamster. 2. Goat. 3. Gift. 4. Hat. 5. Goat. 6. Hamster. Các con đã làm xong chưa nhỉ? Chúng mình cùng nhau nghe và kiểm tra lại nhé. Listening 55. Listen and circle. 1. Hamster. 2. Goat. 3. Gift. 4. Hat. 5. Goat. 6. Hamster. Trên màn hình là đáp án cho 6 câu này. Như vậy các con làm đúng bao nhiêu câu? Trên 5 câu nhỉ? Cô hy vọng các bạn làm đúng hết nhé. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần cuối cùng trong bài học ngày hôm nay. Let's talk. Chúng mình sẽ thực hành nói, ôn tập cấu trúc. This is, đây là. Và những từ vựng chúng mình vừa mới học trong bài ngày hôm nay. Chúng mình thấy một bạn nữ đang đội một chiếc nón. Và bạn nữ này nói, this is my hat. Đây là mũ của tôi. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau thực hành cấu trúc. Đây là cái gì đó của tôi nhé. Chúng mình sử dụng this is my cộng với danh từ. Các con nghe và nhắc lại theo cô nhé. 1. This is my hamster. 2. This is my goat. 3. This is my gift.
far. This is my heart. Five. This is my goat. Six. This is my hamster. Các con làm rất tốt. Đó cũng là phần cuối cùng trong bài học ngày hôm nay rồi. Như vậy, trong bài học ngày hôm nay chúng mình đã học về hai chữ cái letter G và letter H. Chúng mình học hai âm G và H. Đồng thời, chúng mình cũng học bốn từ mới. Đó là hamster, goat, gift và hat. Các con về nhà ôn tập lại bài học ngày hôm nay nhé. Đã đến lúc nói tạm biệt và hẹn gặp lại nhau rồi. Goodbye and see you later. Khóa học về sách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về sách.